tôi giữa dòng sông mênh mông lan du, cơn gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng. Và hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã cho hai cháu và quý khách. Vâng, chúng ta dành cho anh Liêm một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, xin mời.